Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chanh và mình là Nếp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện trải bài dự đoán tổng quan về tình hình tháng 10 về công việc và chuyện tình cảm dành cho các bạn thuộc nhóm khí. Nhóm khí thì chúng ta có các bạn là Bảo Bình, Thiên Bình và Song Tử. Lưu ý với các bạn vì đây là trải bài chung cho nên nó có thể không hoàn toàn đúng hết với câu chuyện của bạn. Nếu như các bạn cảm thấy có chi tiết nào không phù hợp thì đó có thể là câu chuyện của người khác và đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Ok, và bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đến với các bạn Bảo Bình ha. Chào Bảo Bình, đây là trải bài dự đoán tổng quan về tình hình tháng 10, bao gồm cả công việc và chuyện tình cảm của các bạn. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của Bảo Bình như thế nào nha. Ok, và ở đây á, thì mình thấy cái câu chuyện của Bảo Bình như thế này. Câu chuyện của Bảo Bình thì có thể các bạn đã đang hoặc là trong khoảng là cái đầu tháng 10 đó, các bạn sẽ có một cái trạng thái công làm việc nó không có được tốt lắm. Cái trạng thái này có thể giống như là các bạn cảm thấy hơi bị mất phương hướng nè, hoặc là các bạn giống như là bị ý tưởng mình nó không có xuất hiện. Mình không có cảm giác mình sáng tạo, mình nhiệt tình, mình năng nổ như mọi khi, mà có thể các bạn cảm giác là mọi thứ nó hơi bị chững lại, nó hơi bị khó khăn, hoặc là các bạn sẽ không tìm được hoặc là rất là khó để tìm kiếm được những cái nguồn lực mà giúp sức cho các bạn. Ví dụ như là đối tác đó đó giờ bình thường ok thì bữa nay lại có cái chuyện gì đó, hoặc là hội nhóm làm việc thì cảm thấy nó không có được ok, nó không có được ổn, nó không có được hợp tác vui vẻ với nhau. Thì đó có thể là những gì mà các bạn gặp ở khoảng cái đoạn đầu đầu tháng 10 thôi, hoặc là các bạn đã đang trải qua cái chuyện đó rồi. Tuy nhiên á, mình thấy á, là có một cái tin vui cho các bạn là trong tháng 10 cái tình hình này nó sẽ được cải thiện. Có nghĩa là mình thấy trong tháng 10 á, vào giai đoạn khoảng giữa và đến cuối tháng á, các bạn sẽ bắt đầu có được rất là nhiều cái cảm hứng mới, các bạn sẽ có được rất là nhiều cái sự đột phá mới, ý tưởng mới ở trong cái công việc, và các bạn sẽ năng động, nhiệt tình và cảm thấy mình có cái lửa hơn rất là nhiều so với giai đoạn đầu tháng. Và ở đây á, mình cũng cảm thấy là có thể cái việc mà các bạn không có nhiều năng lượng hoặc là không có nhiều giống như nhiệt huyết các kiểu á, nó có thể bắt nguồn từ cái việc là các bạn chưa có quen với cái môi trường, với cái công việc. Nó cũng có thể một phần bắt nguồn từ khía cạnh đó. Ở một số bạn thì có nghĩa là các bạn bước vào một cái môi trường mới, các bạn còn lạ, các bạn chưa có quen cho nên các bạn cảm giác là mình chưa có giống như là mình chưa có thể hòa nhịp được với môi trường xung quanh. Tuy nhiên thì giống như mình nói ha, vào khoảng giữa và cuối tháng thì các bạn sẽ có được rất là nhiều cái sự cởi mở. Và ở đây á, nó nói rằng các bạn hãy cứ hành động, các bạn đừng có lo lắng, các bạn đừng sợ, các bạn đừng có quá tính toán, quá lý tính nhiều. Các bạn hãy tin vào cái cảm giác và cái trực giác của các bạn. Mình thấy ở đây á, là bởi vì cái tình trạng các bạn rơi vào, các bạn cảm thấy nó là một tình trạng khó khăn, cho nên trực giác của các bạn nó đang lên tiếng. Nó lên tiếng theo khía cạnh là nó đang được giống như là trở thành một cái GPS giúp cho các bạn, một cái tổng đài định vị giúp cho các bạn, đưa các bạn lời khuyên. Và mình thấy nó đặc biệt, nó hoạt động tốt ở trong cái giai đoạn tháng 10 này để nó giúp các bạn có thêm cái sự định hướng, có thêm cái lời khuyên. Và các bạn cần cố gắng nghe, lắng nghe tiếng nói bên trong mình nhiều hơn là lắng nghe và trực giác. Và nếu mà các bạn được thôi thúc làm một cái việc gì đó thì mình khuyên các bạn nên hành động và đừng có để đầu óc nó tính toán quá nhiều xong nó cản bước các bạn. Đừng có sợ là như thế này, sợ là như thế kia. Thật ra mình cảm thấy là các bạn sẽ không gây ra một cái hậu quả gì nghiêm trọng trong cái tháng này đâu. Và cái tháng này của các bạn á, khi mà các bạn làm việc á, nó vẫn đang trong cái giai đoạn là giống như kiểu là học việc nè, hoặc là giai đoạn mà mới bắt đầu cái sự nghiệp, mới bắt đầu cái công việc, hoặc là tất cả nó mới được vận hành. Cho nên á, trong cái giai đoạn này nó sẽ yêu cầu các bạn là thử những cái phương pháp khác nhau, hoặc là có những con đường mới, có những cái ý tưởng mới. Cho nên các bạn cứ thoải mái, các bạn cứ bung lụa, các bạn cứ thỏa sức tưởng tượng, thỏa sức khám phá, thỏa sức bày tỏ, bộc lộ những cái suy nghĩ, những cái
ý định, ý tưởng của các bạn. Và mình thấy ở đây á, các bạn cần phải giữ cho bản thân một cái tinh thần cởi mở, một cái đầu óc cởi mở để các bạn sẵn sàng học hỏi những cái điều mới, bởi vì mình thấy các bạn còn rất là nhiều điều các bạn sẽ học ở trong cái công việc của mình. Và mình thấy cái ở đây thì các bạn cũng có thể là lắng nghe những cái lời khuyên, những cái sự chỉ bảo dẫn dắt của những cái đối tượng lớn tuổi, của những cái nhân vật mà họ có kinh nghiệm nhiều hơn các bạn, để họ có thể giúp đỡ cho các bạn những cái gì mà các bạn còn chưa có rành, chưa có rõ ràng. Nhìn chung cái tháng này, cái tháng 10 này bằng công việc, mình thấy đó là một cái tháng mang cái tính là training cho các bạn, rèn luyện cho các bạn, tập giúp cho các bạn bước vào công việc. Hoặc là đây là một cái tháng khiến các bạn bùng nổ lên những cái cảm xúc mới, những cái ý tưởng, những cái ý định. Tuy nhiên nó vẫn ở dạng rất là sơ khai, có nghĩa là có thể là có một cái ý tưởng rồi bắt đầu bắt tay rồi làm vài bước. Chứ mình thấy là thật sự gọi là hái trái ở cái tháng này thì mình không không cảm thấy như vậy. Các bạn sẽ không thật sự hái trái thu hoạch cái gì ở tháng này, nhưng mà nó sẽ nằm nhiều ở dạng ý tưởng và cảm hứng. Các bạn sẽ lấy lại được cái cảm hứng, cái niềm đam mê trong công việc, cái ngọn lửa trong công việc của các bạn. Và mình thấy thì đây là một cái tin tức nó khá là tốt. Ok, còn về vấn đề tình cảm ha, thì đối với những cái bạn nào mà các bạn đã có mối quan hệ rồi á, thì mình cảm thấy là cái chuyện tình cảm của các bạn nó vẫn sẽ ổn định như vậy. Tuy nhiên có một cái cảm giác ở đây á, là cái chuyện tình cảm các bạn nó giống như là nó đang thiếu bớt những cái điều mới mẻ, nó đang thiếu những cái gì mà nó hào hứng, hoặc là đang thiếu niềm vui. Hoặc cũng có thể là các bạn quá tập trung vào công việc, các bạn quá tập trung vào sự nghiệp, sự phát triển cá nhân, các bạn chưa có dành nhiều thời gian cho cái chuyện tình cảm, cho cái sự phát triển hoặc là hâm nóng tình cảm của các bạn. Cho nên thành ra nhiều khi các bạn giống như là cái chuyện tình cảm có thể mình thấy nó hơi khô khan, nó hơi nhạt, nó hơi chán, đại loại như vậy á. Thì cái đó nó bắt nguồn từ cái việc là các bạn đang 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 không có đầu tư đủ cái thời gian cũng như công sức vào cái chuyện tình cảm. Và mình thấy có thể là ở bên trong hai người vẫn còn rất là nhiều cái chữ tôi, nghĩa là rất là nhiều cái điều cố chấp vẫn chưa hoàn toàn là mở hết lòng ra với đối phương. Hoặc là ở một trong hai bên nó có cái xu hướng là thích kiểm soát cái cuộc sống, cái lối sống của người kia, gây nên những cái sự ngột ngạt, cho nên thành ra là khiến cho đối phương ít có thích cái thời gian mà ở bên cạnh mình. Nên nếu các bạn nào rơi vào những cái trường hợp đó thì mình nghĩ các bạn nên cố gắng cải thiện cái tình trạng này, bởi vì cái nền tảng của các bạn thì đúng có thể là nó chắc, có thể là nó lâu dài mà các bạn cũng khá là hiểu ý nhau. Tuy nhiên mình thấy nó ở đây nó chưa có những cái bước phát triển thích hợp để nó có thể đi lên những cái nấc thang xa hơn, đi lên những cái nấc thang cao hơn, hoặc là nó chưa có những cái sự hỗ trợ tốt lắm cho cái hành trình phát triển cá nhân của các bạn. Cho nên các bạn cần lưu ý cái điểm này ha. Còn ở các bạn mà độc thân á thì mình cảm thấy ở đây là các bạn sẽ gặp một cái đối tượng nào đó. Nói chung là mình nghĩ là các bạn sẽ gặp một đối tượng tiềm năng, hoặc là ít nhất có một người đó họ để ý với các bạn. Tuy nhiên mình khả năng là mình thấy là các bạn, một là sẽ không đón nhận cái mối quan hệ này, hai là các bạn sẽ không nhận ra là có người đang để ý đến mình, có người đang thả thính mình, bởi vì các bạn đang tập trung vào một cái câu chuyện ở trong quá khứ. Cái câu chuyện này nó có thể là cái câu chuyện của chính bản thân các bạn trong chuyện tình cảm, ví dụ với người yêu cũ. Đại khái là như vậy, các bạn bị lừa, các bạn bị cắm sừng này nọ, hoặc đây cũng có thể là câu chuyện ví dụ như là chuyện gia đình, chuyện bạn bè đồ này nọ, giá trị và niềm tin về con người của các bạn nó có vấn đề. Cho nên ở đây mình thấy là các bạn có thể sẽ chưa sẵn sàng mà đón nhận một cái tình cảm mới, hoặc là các bạn sẽ chưa sẵn sàng mà các bạn để một người khác bước vào cái cuộc sống của các bạn đâu. Và ở đây á, mình còn cảm thấy là cái ngọn lửa ở trái tim các bạn á, trái tim các bạn á, nó đang bị đóng, nó đang bị khép lại. Cái trái tim các bạn nó chịu tổn thương, cho nên nó đang cần các bạn chữa lành, cần các bạn quan tâm chăm sóc, cần các bạn để ý đến nó. Cho nên thành ra đây ha, với những cái bạn nào mà các bạn độc thân á, thì ở đây mình không không phải là mình hối các bạn có mối quan hệ, hay là mình hối các bạn là có liền lập tức các bạn tìm một ai đó đi. Mà ở đây á, mình muốn nói với các bạn là các bạn đang có một cái vết thương nào đó ở trong trái tim các bạn đang có một cái gì đó nó không có được thông thuận, nó không có được ổn ở bên trong trái tim các bạn, và các bạn cần dành thời gian làm việc với nó, các bạn cần dành thời gian để mình chăm sóc, mình vỗ về nó và mình làm lành nó, thì cái điều đó nó sẽ tốt hơn cho các bạn rất là nhiều. Và ở đây ha, mình cũng thấy được rằng á, có thể chính là vì cái vết thương trong trái tim này nè, nó khiến cho cái chuyện tình cảm của các bạn nó gặp nhiều trắc trở, nó gặp nhiều cái chuyện nó không có được mong muốn. Cho nên nếu các bạn muốn muốn chữa lành cái những cái mối quan hệ của các bạn á, hoặc là các bạn muốn tìm kiếm một cái nhân vật họ thật sự là họ hợp với các bạn á, thì mình nghĩ là các bạn nên bắt đầu đầu tiên ở cái việc là các bạn chữa lành cho bản thân, các bạn chữa lành cho trái tim của các bạn.
Và cho dù các bạn ở trong trường hợp nào, trong cả hai trường hợp trên á, thì những cái người trong câu chuyện này các bạn đang rất là khuyết thiếu niềm vui, khuyết thiếu cái sự vui vẻ, và có một cái phần nào đó bên trong các bạn nó bị gạt bỏ. Ví dụ như là bạn có một cái sở thích nào đó các bạn rất là thích từ rất là lâu rồi, nhưng mà các bạn cố tình bỏ qua vì cuộc sống, vì những cái điều khác, hoặc là vì ai đó nói đó là một cái trò trẻ con. Các bạn cần tìm lại những cái mảnh vụn, những cái mảnh vỡ đó, những cái mảnh ghép còn thiếu đó bên trong mình. Và mình thấy các bạn cần làm việc nhiều hơn với bản thân, dũng cảm đối diện với những cái vết thương của bản thân mình hơn, thì cái câu chuyện của các bạn và cái cuộc sống các bạn nó sẽ mới có thể có được nhiều cái sự cải thiện. Và đó là những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn Bảo Bình. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài. Và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn song tử. Chào song tử, chào mừng các bạn đến với kênh. Chào song tử, đây là trải bài dự đoán chung về tình hình tháng 10 dành cho các bạn trong công việc và chuyện tình cảm. Chúng ta hãy cùng theo dõi thêm câu chuyện của các bạn như thế nào nha. Đối với các bạn song tử thì mình thấy câu chuyện ở đây như thế này. Mình cảm giác là có thể các bạn đang trải qua cái chuyện này rồi chứ không phải mới. Trong vấn đề công việc thì có thể các bạn đang chịu cái chuyện này rồi. Cái chuyện gì? Cái chuyện đó là các bạn có thể là các bạn vừa bước ra khỏi một cái gọi là các bạn vừa nghỉ việc, vừa chuyển việc, hoặc là các bạn vừa có một cái vấn đề đó trong cái việc việc làm của các bạn á. Thế là các bạn bị chuyển đến một cái bộ phận khác, các bạn bị chuyển đến một cái công ty, một cái chi nhánh khác, hoặc là các bạn cảm thấy là mình có một cái mong muốn, một cái ước mơ nào đó khác trong cái công việc này, thì cái tình trạng này nó đã diễn ra rồi, có thể đã diễn ra rồi, hoặc là nó bắt đầu diễn ra trong tháng 10, nhưng mà nó sẽ kéo dài hết cái tháng 10 của các bạn, và thậm chí cái xu hướng này nó sẽ tiếp tục kéo dài thêm vài tháng nữa. Mình thấy ở đây á, các bạn đang mong chờ, mong đợi một cái điều đó khác, bởi vì ở đây mình thấy có một sự bỏ đi nó tương đối chủ động. Cái sự bỏ đi này, cái sự rời đi này, cái sự thay đổi này nó bắt nguồn từ cái việc là các bạn cảm thấy mình không phù hợp nữa. Các bạn cảm thấy mình không có còn thích thú, không có còn cảm thấy học học hỏi được nhiều ở công việc này nữa. Ở đây cũng có thể có một số bạn là các bạn nghĩ đến cái việc bỏ đi thôi chứ chưa có thật sự bỏ đi. Tuy nhiên á, là các bạn trong lòng các bạn nó giống như là các bạn đang dạng đứng núi này trông núi nọ rồi. Các bạn đang nhìn về một cái hướng khác rồi, các bạn không còn nhìn về cái hướng các bạn đang đi nữa. Cho nên thành ra nếu mà các bạn không quyết tâm có cái sự thay đổi, hoặc là các bạn không quyết định nhanh á, thì có thể cái tình trạng này nó sẽ tiếp tục, nó dây dưa, nó kéo đi kéo lại, chứ không phải nó là một cái ý định gì đó nó sẽ xuất hiện và nó biến mất ở trong cái suy nghĩ của các bạn đâu. Nó là một cái xu hướng, mình thấy nó là một cái điều nó sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian nữa. Và ở đây á, mình thấy là nếu mà các bạn đang ngóng chờ một cái tin tức nào đó, các bạn đang có mong muốn là chuyển chỗ, ý là ngóng chờ tin tức, hoặc là đang đợi kết quả thử việc, hoặc là đang đi tìm việc đồ các kiểu á, thì khả năng là trong cái tháng 10 này các bạn vẫn sẽ trong tình trạng tìm kiếm, và các bạn sẽ chưa có một cái tin tức nào đó nó cụ thể đâu. Nói chung mình đây á, mình thấy á, là cái thời gian này nè, tháng 10 này là về công việc á, các bạn cần có thời gian thêm để các bạn hiểu về bản thân mình, để các bạn tìm hiểu về cái xu hướng của các bạn thích cái gì, các bạn thật sự muốn cái gì, các bạn muốn làm cái điều gì, các bạn muốn trở thành ai. Các bạn còn dành nhiều thời gian hơn để các bạn suy nghĩ, các bạn hướng về cái thế giới bên trong của các bạn. Chứ còn thực tế cái thế giới bên ngoài của các bạn thì mình thấy có khả năng nó sẽ không có nhiều cái chuyển biến, hoặc là các bạn sẽ không có lập tức tìm được cái việc đâu. Bởi vì giống như là hiện bây giờ các bạn còn chưa biết các bạn thích cái gì, các bạn muốn cái gì, các bạn thật sự cần cái gì, thì làm sao mà thực tế bên ngoài nó có thể phản ánh được điều đó. Thực tế bên ngoài nó chỉ có thể tiếp tục phản ánh được cái sự không rõ ràng, hoặc là nó sẽ tiếp tục phản ánh cái việc là các bạn
ở trong cái trạng thái là các bạn không tìm được việc, các bạn không có rõ ràng, hoặc là các bạn sẽ tiếp tục ở nhà, các bạn nghỉ ngơi, các bạn dành thời gian cho bản thân. Cho nên trong nếu trong cái trường hợp của các bạn song tử cái tháng này mà các bạn cảm thấy bế tắc á, thì lời khuyên của mình dành cho các bạn là các bạn hãy nghỉ ngơi thư giãn, thả lỏng, suy nghĩ về bản thân mình, suy nghĩ về cái những cái dự định, những cái ước mơ thật sự của mình, lắng nghe tiếng nói của bản thân mình nhiều hơn. Nói chung là đây là một cái tháng mà mình cảm thấy các bạn sẽ có xu hướng là được khuyến khích là các bạn sử dụng cái năng lượng âm á, dinh, có nghĩa là thụ động hơn, không còn chủ động, không quá chủ động, không quá xông xáo, không quá năng nổ, mà là hướng về bên trong, quay về bên trong nhiều hơn. Còn với các bạn nào mà các công việc các bạn vẫn còn đang ổn định, không có chuyện gì xảy ra hết, các bạn không có suy nghĩ gì hết, thì nói chung mình thấy đây là một cái tháng nó sẽ tương đối bình lặng với các bạn, và có cảm giác như là các bạn có thể có ít ít có kiếm được nhiều hợp đồng, hay là kiếm được nhiều đối tác, hay là kiếm được nhiều cái điều gì đó ở trong cái tháng này. Nói chung là cái công việc có vẻ nó giảm sút, và hãy cẩn thận với những cái lời nói của các bạn, cẩn thận với những cái lời nói, những cái cuộc tranh cãi có thể gây ra những cái chuyện mà giận dỗi, cạch mặt, không nói chuyện nhau, các bạn cẩn thận cái khía cạnh đó. Còn về vấn đề tình cảm thì ở đây á, mình thấy là với những cái bạn nào mà các bạn có một cái mối quan hệ rồi á, thì mình thấy khả năng là các bạn nên xem xét lại một chút cái sự cân bằng của mối quan hệ này. Có thể là có một bên cho nhiều hơn bên còn lại và một bên chỉ nhận thôi. Tuy nhiên cái xu hướng này mình không có cảm thấy nó quá nghiêm trọng. Nó chỉ hơi hơi thôi, hoặc là nó mới chỉ đang bắt đầu thôi. Nhìn chung á, những cái bạn nào mà các bạn đang có mối quan hệ thì mình thấy tháng 10 này cái mối quan hệ các bạn nó vẫn sẽ tương đối ổn. Tuy nhiên nó sẽ bắt đầu bộc lộ một số xu hướng, ví dụ như chỉ có một bên cho hoặc là có một bên thể hiện cái tính gia trưởng, cái tính nó kiểm soát, thích kiểm soát hơn bên còn lại. Nhìn chung cái mối quan hệ các bạn trong tháng 10 này nó sẽ không có quá nhiều cái bước tiến, không có quá nhiều cái sự nhảy vọt, hoặc là cái khoảnh khắc tình cảm lãng mạn hay thế này thế kia, nó sẽ không có những yếu tố đó, mà nó sẽ tập trung nhiều đến cái khía cạnh là các bạn sẽ tiếp tục là tìm hiểu nhau và bắt đầu nhận ra những cái xu hướng của nhau, những cái vết thương lòng của nhau để chúng ta cùng nhau phát triển. Và ở đây á, mình thấy ha, là cái mối quan hệ của các bạn có thể nó sẽ bị chịu tác động nhiều bởi cái công việc của các bạn, bởi cái việc làm của các bạn. Cho nên các bạn cần quan sát chú ý cái điều đó ha, trong cái công việc của các bạn. Và ở đây á, mình thấy cái mối quan hệ này các bạn không có vội vàng được, các bạn phải chậm thôi. Các bạn có thể, các bạn song tử thì các bạn thường thích là mình nhanh lên, mình nhanh lên, mình làm cái này nhanh, mình làm cái kia nhanh, đại khái như vậy. Tuy nhiên á, cái mối quan hệ này của các bạn mình cảm thấy nó không phải một mối quan hệ nhanh, có thể nó sẽ rất là tốn thời gian để xây dựng, hoặc là những cái tiến triển của nó khá là chậm. Có thể các bạn quen một cái kiểu người khá là truyền thống, hoặc là cái mối quan hệ này nó mang cái màu sắc truyền thống rất là nhiều, cho nên các bạn có thể lưu ý về cái khía cạnh đó. Và có một ý nữa đây, mình thấy ha, có một số các bạn có trường hợp là có thể có một nhân vật nào đó trong quá khứ của các bạn, họ sẽ quay trở lại và họ muốn các bạn cho nhân vật này một cơ hội. Hoặc họ có thể là họ đó giờ các bạn cũng không có nhất định là phải là người yêu cũ, có thể là một cái nhân vật đó giờ các bạn cũng cũng đã biết rồi, quen biết rồi, nhưng mà các bạn lại không có nghĩ đến chuyện tình cảm với cái đối tượng này. Nhìn chung là mình không có cảm giác có một người mới, mà mình cảm giác cái nhân vật này bạn đã biết rồi, và họ đến và họ muốn 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 ngỏ ý với các bạn, muốn ngỏ lời với các bạn. Thì cái này á, thì mình thấy là các bạn cần lắng nghe cái nội tâm các bạn nhiều hơn. Mình chỉ có thể thấy á, là cái nhân vật này nè, cái nhân vật mà đến á, nếu cái nhân vật đó là người yêu cũ á, thì mình không rõ lắm cái anh này đến vì lý do gì. Có thể là vì thủy tinh nghịch hành chẳng hạn, nhưng mà cái anh này á, hoặc là cái cô này, cái cậu này á, chưa có thay đổi gì nhiều về bản chất đâu. Có nghĩa là ví dụ với những cái gì mà các bạn cãi nhau, các bạn gây nhau, các bạn không hòa hợp với nhau trong quá khứ á, có khả năng 70 đến 80% cái câu chuyện đó nó vẫn còn, chưa có được giải quyết. Cho nên cái người này họ đến cũng không phải là họ sự sai hay cái gì họ đến đâu, họ có một cái lý do nào đó khác. Họ có thương bạn hay không thì câu trả lời là có, nhưng mà những cái vấn đề, những cái vết thương ở trong quá khứ đó, nó vẫn còn, nó vẫn sẽ là một cái vấn đề, một cái đề mục khó mà các bạn cần phải giải quyết nếu hai bạn quyết định quay trở lại với nhau. Và cái tháng này ha, cái tháng này á, mình nghĩ rằng á, có thể là các bạn sẽ gặp rất là nhiều cái điều nó không có được thuận lợi, nó không có như mong muốn của các bạn. Tuy nhiên á, tất cả những cái điều này nó đến trong cuộc sống các bạn để nó chuẩn bị trong cái sự chuyển giao, nó chuẩn bị cho một cái bước tiến mới, một cái vòng mới ở trong cái cuộc sống các bạn. Cho nên các bạn hãy
hãy luôn có cái tinh thần là mình lạc quan, mình đón nhận và mình biết ơn những cái trải nghiệm của cuộc sống. Và mình thấy ha, là đây là một cái tháng mà ví dụ như là nếu mà các bạn có cảm hứng để các bạn thực hành những cái bỗng nhiên muốn học về huyền học nè, huyền học như tarot, chiêm tinh, hoặc là các bạn muốn xem những cái tìm hiểu thêm về cái tôn giáo các bạn đang theo, hoặc là những cái vị thần của các bạn đang cầu nguyện với họ, thì mình thấy là cũng ok. Cái nếu điều đó làm cho các bạn cảm thấy tốt, các bạn cảm thấy thoải mái thì các bạn cứ làm những cái điều đó. Và đó là những gì mình thấy dành cho các bạn song tử trong tháng 10 này. Mình hy vọng là mang được thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với các bạn Thiên Bình. Chào Thiên Bình, đây là trải bài dự đoán tổng quan về tình hình công việc cũng như là chuyện tình cảm của các bạn trong tháng 10. Chúng ta sẽ cùng xem coi cái tháng 10 này các bạn Thiên Bình có gì nha. Ok, đối với các bạn Thiên Bình trong tháng này á, thì mình thấy là mình thấy về công việc đến đầu tháng khá tốt với các bạn á. Có nghĩa là mình cảm thấy là thứ nhất á, là các bạn sẽ nảy sinh nhiều cái ý tưởng mới nè. Các bạn sẽ có rất là nhiều cái ý tưởng mới, các bạn cảm thấy hăng hái trong công việc, cái tư duy, cái suy nghĩ của các bạn nó sẽ nhạy bén, nó sẽ sắc sảo hơn. Cho nên mình thấy là về cái công việc các bạn khá là ổn á. Và thật ra cái này có nghĩa là các bạn không chỉ có tư duy sắc sảo nhạy bén mà cái cảm giác của các bạn, cái sự nhạy cảm của các bạn nó cũng rất là tăng. Nếu mà bạn nào mà làm trong những cái lĩnh vực mà yêu cầu nhiều sáng tạo, nghệ thuật rồi này nọ thì mình thấy tháng này khá là tốt. Có nghĩa là các bạn vừa nhanh nhạy, các bạn vừa 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 nghĩ được điều mới mà các bạn còn có thể đưa cái tình cảm vào nữa. Thì mình thấy cái điều này rất là tốt. Tuy nhiên á, cái xu hướng này của các bạn mình sẽ cảm thấy nó sẽ khiến cho một cái vấn đề xảy ra, đó là có thể cái cảm xúc của các bạn á, cái mặt cảm xúc đó, nghĩa là bây giờ cái suy nghĩ của các bạn nó không chỉ đơn thuần là suy nghĩ mà nó còn mang cái cảm xúc vào nữa. Cho nên chúng ta tưởng tượng nó như một con sóng á, và cái con sóng trộn lẫn đó nó sẽ cuốn các bạn đi, nó sẽ cuốn các bạn đi, và nó sẽ khiến cho các bạn có thể trong công việc mình có những cái ví dụ như là không có được kỹ lưỡng, không có được chăm chút, không có được tỉ mỉ chú ý với những cái tiểu tiết á, mà các bạn sẽ cứ có cái tâm nhìn thiên hạ, có nghĩa là có cái tâm làm việc lớn, là mình phải cái việc này là như thế này, là cái mục tiêu chính là như thế này, cái tiểu tiết không quan trọng, quan trọng là bức tranh lớn, quan trọng là bức tranh tổng thể. Tuy nhiên cái tháng này mình gặp nó, các bạn nên cẩn thận một chút với cái tiểu tiết, bởi vì có thể cái vấn đề tiểu tiết nó sẽ ảnh hưởng đến cái cục diện chung của cái vấn đề mà các bạn đang đang làm, các bạn đang hướng đến. Cho nên cái tháng này á, nó rất là tốt khi các bạn có được những cái cảm hứng, những cái giống như là kiểu ý tưởng mới, cảm hứng mới, cái sự dạt dào trong tình cảm, trong cảm xúc nó rất là tốt. Tuy nhiên các bạn vẫn được khuyến khích là các bạn cần phải chú ý nhiều hơn, cẩn thận hơn, trong cái công việc chăm chút hơn. Mặc dù mình cảm thấy có thể cái công việc này nó khá là chán đối với các bạn á, có thể là các bạn chỉ thích làm những cái gì nó chung chung thôi, nghĩa là nó là bức tranh lớn thôi, những cái thứ nhỏ 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 các bạn không không thích lắm. Tuy nhiên cái này là một cái sự cần thiết. Nếu mà các bạn có điều kiện thì chúng ta cũng có thể chia bớt cái việc ra, chia bớt cái việc để có thể có nhiều người thì họ giống như là nhiều người, nhiều con mắt thì nhìn cẩn thận hơn, chăm chú hơn. Và bạn ví dụ có thể là người tổng quản lý chẳng hạn. Còn nếu cái trách nhiệm của bạn liên quan đến sự kỹ lưỡng từng cái hạng mục nhỏ thì mình nghĩ là ít nhất các bạn có thể các bạn không làm, nhưng mà nếu mà các bạn cũng phải đứng vai trò là một người kiểm tra coi thử coi cái việc đó đến cuối cùng nó như thế nào. Và trong cái tháng này á, mình cảm thấy các bạn sẽ đối diện với một số cái tình huống có thể nó không có thông thường. Ví dụ như các bạn làm việc với một đối tác mà cái yêu cầu của đối tác này có thể bỗng nhiên họ hơi lạ, họ có một số cái yêu cầu thấy nó hơi lạ, hoặc là cái dự án đó các bạn làm đó là lần đầu tiên các bạn bước vào cái lĩnh vực đó. Ví dụ trước giờ cái team của bạn chỉ nhận cái công việc làm bên mảng điện tử thôi,
thì bây giờ các bạn nhận luôn hay là các bạn được giao luôn cái công việc ở mảng thực phẩm, ví dụ là như vậy. Thì các bạn còn, nhưng mà mình nghĩ rằng với cái tinh thần này của các bạn thì các bạn sẽ làm được, sẽ có thể handle xử lý được tất cả những cái vấn đề phát sinh này. Nhưng mà vẫn có một cái nói với các bạn, nhắn của các bạn, đó là tháng này có thể là nhiều khi các bạn sẽ nói trước khi suy nghĩ, mình sẽ vụt miệng lỡ lời trước khi mà mình kịp định thần lại coi mình nói cái gì, cho nên các bạn cần phải chú ý lời nói, chậm lại, và nếu mà có thể thì mình suy nghĩ chút trước khi mình nói. Có một tin vui dành cho các bạn là mình thấy nếu mà thời gian trước á, cái chuyện tài chính các bạn nó không có được như mong muốn lắm, nó cứ sụp sịch thế này thế kia, nó có cái này không được ổn, cái kia không ổn, thì trong tháng 10 này chuyện tài chính các bạn nó sẽ được cải thiện. Nó không nói đến cái việc là các bạn hoàn toàn phất lên hoặc là rất là nhiều, nhưng mà nó nói là các bạn sẽ kiếm được đủ số tiền các bạn cần, hoặc là các bạn sẽ huy động được một cái nguồn vốn nào đó đủ với cái mục đích, với cái nhu cầu các bạn. Nhìn chung là cái chuyện tiền bạc nó sẽ được cải thiện và các bạn sẽ không có cảm giác thiếu thốn nữa. Ok, đó là vấn đề công việc của các bạn. Còn trong chuyện tình cảm thì ở đây mình thấy hiện lên rõ ràng một cái mối một cái đối một cái nhóm đối tượng mà các bạn đã có một cái mối quan hệ cụ thể rồi. Thì cái mối quan hệ này đã xác định rồi và các bạn là người yêu của nhau. Đương nhiên, thật ra mình thấy các bạn khá là có duyên với nhau á. Có thể các bạn có một cái mối lương duyên nào đó từ trước mà các bạn tiếp tục nối đến cái cuộc sống hiện tại, và các bạn nghĩ là các bạn còn những cái bài học, những cái gì các bạn cần tiếp tục làm việc với nhau. Nhưng mà ở đây trong cái mối quan hệ này thì mình thấy hơi chênh lệch, có nghĩa là một người thì có thể hơi trẻ con, hơi hơi trẻ con ở đây nghĩa là trẻ con về mindset á, trẻ con về đầu óc á, hơi làm việc theo cảm xúc, nghĩa là các bạn biết cái cảm xúc của mình thôi, chỉ biết cái cảm xúc của mình thôi, không 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 biết nhiều đến cảm xúc người khác, hoặc là các bạn không giỏi nhìn cái cảm xúc người khác, không có đủ để chín chín chắn, đủ trải nghiệm để các bạn có thể hiểu được những cái cảm xúc của người khác. Làm việc theo cảm xúc là mây bay bổng, mơ mộng ở trên mây trên gió, trong khi một đối tượng còn lại á thì có thể đứng hơn một chút, đứng hơn một chút về mindset, tiến bộ hơn một chút về mindset. Tuy nhiên cái người này thì lại rất là nhiệt tình, rất là nồng nhiệt, rất là dữ dội, rất là thích gọi là từ từ để mình à rất là thích mình chăm chút cho cái bề ngoài, mình chăm chút cho cái ngoại hình, quần áo, son phấn, tóc tai điệu đà một chút. Và có thể là cái đối tượng, ví dụ như cái đối tượng mà điệu đà đó có thể rất là thích được những cái lời khen, ví dụ như là hôm nay mặc cái áo mới muốn được đối phương khen, nhưng mà đối phương lại quá thật thà, quá ngây ngô. Đối phương có thể nói là thôi cái áo này cậu mặc không đẹp đâu, nhìn bắt xấu hay là như thế nào đó, thì nó khiến cho mối quan hệ này nó bị có vấn đề ha, phật lòng nha chẳng hạn. Và ở đây á mình cũng có cái cảm giác là hai bạn thiếu cái mối quan hệ này nó có thể rất là nhiều cảm xúc, nó có nhiều đam mê, nó có nhiều lửa, nhưng mà nó lại thiếu cái sự chín chắn, nó có nghĩa là nó thiếu cái sự đầm á, nó thiếu cái tính từ từ, tính ổn định, tính vững chắc. Và có thể là khi hai bạn nói chuyện với nhau á, có thể nhiều khi mình nói là mình cãi liền, hoặc là đôi khi mình nói một ý nhưng mà qua người kia nghe một ý, xong người đó phản ngược lại cái, xong mình tức, cái người kia tức, cái hai người gây nhau. Cho nên á, trong mối quan hệ này lời khuyên cho các bạn á, là các bạn cần chú ý đến cái việc ăn nói của các bạn, chú ý đến cái ngôn từ của các bạn. Và chúng ta cần thấu hiểu là đối phương không giống chúng ta, đối phương không có những cái trải nghiệm như chúng ta để có thể có một cái nhân sinh quan giống chúng ta. Trên đời này không có ai như vậy hết, trên đời này không có ai lặp lại lịch sử của ai, cho nên rất là khó để có thể hình thành nên hai con người mà hoàn toàn giống nhau về cái suy nghĩ hoặc là cái cảm nhận. Nếu không muốn nói là không thể có chuyện đó xảy ra, cho nên đó, các bạn hãy đặt mình vào bạn trạng thái của đối phương để chúng ta hiểu được cái góc nhìn của đối phương, rồi cái việc mà các bạn có đồng ý với góc nhìn đó không, cái góc nhìn đó nó có phù hợp với cái nhân sinh quan, thế giới quan các bạn hay không, thì đó là một cái câu chuyện khác. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên có cái sự thông cảm cho cái tính tình, cho cái góc nhìn của đối phương. Và ở đây mình cảm thấy các bạn nên chậm lại, cái mối quan hệ này nó đang hơi bị nhiều lửa, nó đang hơi bị nhiều nhiệt tình, nhiều tình cảm, nhưng mà nó lại thiếu cái tính ổn định từ từ, thiếu cái sự tìm hiểu, và có thể cũng thiếu cái sự trò chuyện, bởi vì hai bạn không có nói chuyện được lâu, nghĩa là nói chuyện kiểu mà nghiêm túc chia sẻ được lâu, mà lại bắt đầu ví dụ như có một người kể là hôm nay tôi buồn như thế này thế,
xong đối phương sẽ phản ứng lại là chuyện như vậy mà cũng buồn, có gì đâu mà buồn, rất là đơn giản kiểu như vậy á, thì các bạn hơi khó chia sẻ. Hãy nhớ là các bạn hãy cứ lắng nghe với cái trái tim từ bi, trước lắng nghe để cho cái người đó họ họ vơi bớt những cái khổ, họ vơi bớt những cái buồn, họ vơi bớt những cái đau thương ở trong lòng họ trước, rồi cái vấn đề tiếp theo thì mình sẽ từ từ mình giải quyết tiếp. Và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn thiên bình ở trong tháng này. Mình hy vọng là mang được thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã hiểu được trái bài. Và hẹn gặp lại các bạn trong những trái bài sau. Tạm biệt.